Theo Ban Quản lý các dự án nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ nay đến năm 2030, dự kiến cần khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ từ các nguồn vốn để thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Tuy nhiên, nguồn lực trong nước hiện chưa được bố trí và rất khó khăn. Việc sớm huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế vô cùng quan trọng và hết sức cấp bách. Dự thảo của dự án dự kiến sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định trong quý 3/2024. Dự án có 3 hợp phần: phát triển cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị gạo chất lượng cao, phát thải thấp, phát triển và chuyển giao công nghệ, quản lý dự án. Tại đồng bằng sông Cửu Long, biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có nghề trồng lúa. Do đó, việc phát triển các giống lúa có khả năng thích ứng đang là ưu tiên. Mới đây, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao đồng bằng sông Cửu Long đã tìm ra 5 giống lúa triển vọng. Cụ thể là 5 giống lúa Hatri 10, Hatri 722, Hatri 192, Hatri 22 và Hatri 928. Trong đó, Hatri 10 là một trong nhiều giống lúa thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Đây là những giống lúa có chung đặc tính ngắn ngày, năng suất khá cao, phẩm cấp gạo đạt tiêu chuẩn, được đưa vào khảo nghiệm các đặc tính về chống chịu sâu bệnh hại, chống chịu khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn và ngập úng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang, tỉnh hiện có 25.000 hectare cây ăn trái được cấp 383 mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các nước khác. Theo đó, có 155 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích gần 7.000 hectare, 72 mã số vùng trồng mít với diện tích trên 8.600 hectare, 84 mã số vùng trồng thanh long với diện tích trên 6.200 hectare, 46 mã số vùng trồng xoài với diện tích gần 1.700 hectare. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng có 307 cơ sở đóng gói được cấp mã số, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có 299 mã số, còn lại xuất sang thị trường các nước khác như Hoa Kỳ, Australia. Tiền Giang phấn đấu đến năm 2025, cơ bản toàn bộ diện tích cây ăn trái đặc sản của tỉnh sẽ được cấp mã số vùng trồng. Tiếp đà tăng, hiện giá ớt sừng và ớt chỉ thiên tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long tăng thêm từ 5.000 đến 12.000 đồng một ký và đang ở mức cao kỷ lục kể từ đầu năm đến nay. Hiện giá ớt sừng vàng loại 1 ở mức 55.000 đến 60.000 đồng một ký, loại 2 từ 45.000 đến 50.000 đồng một ký, còn ớt chỉ thiên loại 1 ở mức 37.000 đến 40.000 đồng một ký, loại 2 từ 30.000 đến 33.000 đồng một ký. Mức giá này đang cao hơn gấp đôi so với hồi đầu năm. Giá ớt tăng là do nhu cầu ớt phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đang tăng mạnh, trong khi nguồn cung ớt giảm do nông dân giảm diện tích trồng. Giá gương sen tại đồng bằng sông Cửu Long hiện cũng đã tăng khoảng 5.000 đồng một ký so với cách nay khoảng một tháng. Giá gương sen già được nông dân bán cho thương lái với mức 25.000 đồng một ký, trong khi trước đây ở mức 20.000 đồng một ký. Giá tăng do nhiều tiểu thương, doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua chế biến các sản phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là làm hạt sen sấy và sữa hạt sen. Hiện nguồn cung gương sen tại nhiều địa phương cũng giảm do hết lứa thu hoạch. Theo nhiều nông dân trồng sen, đầu năm đến nay, nhìn chung, gương sen có giá bán khá tốt, từ 20.000 đến 45.000 đồng một ký, tùy thời điểm.